Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn dòng ghế massage Blueger BLC118. Đây là một dòng ghế massage được trang bị rất nhiều các tính năng hiện đại. Đầu tiên về cái thiết kế bên ngoài của ghế massage Blueger C118 thì được sử dụng chất liệu da microfiber cải tiến mới nhất. Phần phía trên đầu hai bên của ghế massage được trang bị hai cặp loa. Bên cạnh đó thì phía bên tay phải của loa thì sẽ được tích hợp cái điều khiển bằng giọng nói. Phần phía dưới thân này thì các bạn sẽ được trang bị thêm một cái bảng điều khiển cầm tay. Trong cái phần hộp bảng điều khiển này thì còn được trang bị một cổng USB để giúp cho các bạn có thể sạc điện thoại ngay trong lúc các bạn ngồi massage. Bên cạnh đó thì ghế massage Blueger C118 được trang bị 8 túi khí. 2 túi khí hai bên phần vai, 2 túi khí dành cho hai bên cánh tay, 2 túi khí phần bắp chân và 2 túi khí phần chân. Với công nghệ thì ghế massage Blueger C118 được trang bị rất là nhiều các cái công nghệ hiện đại như là công nghệ Zero Gravity, massage bằng sợi nhiệt carbon, điều khiển bằng giọng nói thông minh, tính năng sạc USB, sạc điện thoại và loa nghe nhạc kết hợp Bluetooth, con lăn massage 3D, con lăn bằng silicone điều khiển 5 cấp độ, túi khí TPU điều chỉnh 3 cường độ từ nhẹ tới mạnh tùy vào nhu cầu sử dụng của từng người. Đối với dòng ghế massage Blueger BLC118 thì khi các bạn sử dụng, các bạn có thể dùng hai cách. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng cái tay điều khiển như này để các bạn có thể bật và chọn các cái chế độ phù hợp. Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng là cái phần điều khiển bằng câu lệnh. Đằng sau cái mặt điều khiển tay cầm này thì nó sẽ có tích hợp các cái câu lệnh ở đây để các bạn có thể sử dụng đơn giản nhất. Bây giờ tôi sẽ sử dụng bằng câu lệnh. Đầu tiên các bạn chỉ cần nằm ra. Xin chào. Toàn thân. Vậy là sau khi nói cái câu lệnh này xong thì máy sẽ tự động khởi động và bật chế độ là toàn thân, giúp các bạn massage được toàn thân. Sau khi mà máy khởi động như này thì máy sẽ mất khoảng độ tầm từ 10 cho đến 20 giây để nhận diện cái cơ thể của các bạn. Máy có thể đo được các cái điểm trên vùng xương sống, vùng vai, sao cho cái con lăn của mình khi mà di chuyển phù hợp nhất. Trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể chuyển sang các cái chế độ hoặc là cái bài massage khác nhau. Ví dụ đối với những người mà có tiền sử hoặc là bị các bệnh về đau mỏi vai gáy thì các bạn có thể chuyển sang các cái bài khác. Xin chào. Cổ vai. Sau khi đọc các câu lệnh xong thì máy sẽ tự động chuyển sang các cái bài massage khác nhau. Trong quá trình mà sử dụng các cái bài massage này mà các bạn muốn cho các cái phần massage phù hợp hơn với những cái điểm mà đau mỏi nhất của các bạn thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cái câu khẩu lệnh là lên trên hoặc xuống dưới. Xin chào. Xuống dưới. Sau khi dùng các câu khẩu lệnh lên trên hoặc xuống dưới thì máy sẽ tự động điều chỉnh các con lăn lên trên hoặc xuống dưới phù hợp với ý định của người sử dụng. Và đối với dòng máy BLC118 này thì được trang bị tính năng là Zero Gravity. Đây là tính năng massage không trọng lực. Khi các bạn mà đi massage ở ngoài quán hoặc ngoài cửa hàng massage ấy, thì thường các bạn sẽ phải nằm úp mặt xuống và kỹ thuật viên sẽ thao tác trên phần lưng của các bạn. Nhưng đối với các dòng ghế massage hiện đại bây giờ thì các bạn sẽ có chế độ là massage không trọng lực, là lúc đó là các bạn sẽ không có thể nằm thoải mái và phần ghế, phần con lăn sẽ tự động massage phần lưng cho các bạn mà các bạn không phải úp mặt xuống. Đây là cái ưu điểm khi sử dụng ghế massage so với việc mà các bạn đi massage ở bên ngoài. Khi sử dụng cái tính năng Zero Gravity này thì ghế massage sẽ nghiêng ở cái góc độ là 130 đến 135 độ. Xin chào. Hạ xuống.
chào. Hạ xuống. Lúc này khi mà cơ thể bạn đang ở chế độ zero gravity hay còn gọi là chế độ không trọng lực thì mọi cái trọng lực sẽ không dồn lên cái phần cột sống của các bạn nữa. Trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể điều chỉnh cái phần nhiệt ở phần lưng. Các bạn ấn phần tùy chỉnh này và chức năng khác vào phần nhiệt lưng và các bạn bật nó lên mở. Và phần nhiệt chân các bạn chọn mở. Sau khi bật chế độ nhiệt lưng và nhiệt chân lên thì cái phần phía dưới lưng của các bạn nó sẽ được sưởi ấm bằng cái sợi carbon và phần bắp chân này cũng vậy. Xin chào. Lưng eo. Trong phần tùy chỉnh này thì các bạn có thể lựa chọn các cái chế độ massage tự động khác nhau. Ở đây có massage nhẹ nhàng, massage thư giãn, massage kéo giãn, massage cổ vai, massage lưng eo, massage toàn thân, chăm sóc cơ thể, chăm sóc chân và hông, giải tỏa căng thẳng, chăm sóc cuộc sống, thư giãn, giảm đau, ngủ ngon, phục hồi sau vận động, điều trị kinh lạc. Thì các bạn có rất nhiều các cái chế độ để massage khác nhau. Ngoài ra ấy, thì trong cái phần tùy chỉnh này thì các bạn cũng có thể chỉnh được cái chế độ massage 3D. Đây, các bạn có thể lựa chọn các cái chế độ massage 3D1, 3D2. Ở chế độ massage 3D này thì con lăn nó sẽ di chuyển theo 5 hướng khác nhau và các bạn có thể cảm nhận được là trong cái massage, ở cái massage 3D các bạn sẽ cảm giác nó sẽ thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều. Xin chào. Thư giãn. Xin chào. Toàn thân. Xin chào. Lưng eo. Xin chào. Xuống dưới. Xin chào. Hạ xuống. Xin chào. Kéo giãn. Xin chào. Nhẹ nhàng. Như vậy là trong cái quá trình sử dụng thì các bạn có thể sử dụng các cái câu khẩu lệnh để điều khiển cái massage của mình theo cái ý mình muốn. Và khi sử dụng xong rồi thì các bạn có thể dùng khẩu lệnh để tắt máy. Xin chào. Tắt máy. Với việc là dùng các cái câu khẩu lệnh như thế thì ngay cả những cái người có tuổi như kiểu bố mẹ mình hoặc là ông bà mình đều có thể sử dụng cái ghế massage BLC118 này một cách dễ dàng. Như vậy là tôi vừa giới thiệu với các bạn về dòng ghế massage Bluegirl C118 với các cái tính năng hiện đại và thiết kế kiểu dáng sang trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.